Hi Jenny, chào mừng trở lại với kênh YouTube của mình là Trọng Tuấn đi. Trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cách để chúng ta sử dụng skin liên quân anh em. Thì cái này thì mình sẽ chia sẻ anh em trong video này ba cái ứng dụng, hai cái ở trên Google Play nha. Đó chuyện điện thoại Android. Qua một cái thì anh em sẽ thấy là thường xuyên luôn. Đó anh em biết chắc chắn rồi. Rồi ok. Đầu tiên thì mình sẽ vào cửa hàng Google Play anh em. Đây ứng dụng này nó có trên cửa hàng Google Play luôn nha. Anh em tìm kiếm nè, đó anh em tìm kiếm cho mình cái ứng dụng có tên là Nóc này. Rồi ok, rồi em thấy cái ứng dụng thấy không đó, thì chúng ta sẽ thấy là dung lượng của nó là 51 MB anh em. Rồi mình sẽ bấm vào xe đây, dung lượng là 51 nè. Rồi xếp hạng dưới nè thấy cũng khá ổn. Rồi chúng ta sẽ bấm chữ cài đặt ở đây ha. Rồi anh em chỉ cần bấm vào cài đặt thôi, và chúng ta đợi cho cái ứng dụng này nó tải về rồi chúng ta sẽ chơi thử nha. Chơi thử nha. Rồi nó đợi chút xíu, nó tải cũng khá là nhanh ha. Này có trên cửa hàng Google Play lên nên là yên tâm. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành đợi cho nó cài xong rồi chúng ta mở nó lên ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở ứng dụng này lên nè. Rồi chúng ta sẽ bấm cho phép ha. Rồi ở đây thì nó khác là hay, nó có một cái nữa là nó sẽ chọn máy chủ nè, ở Việt Nam nè, Đài Loan nè, Thái Lan, Indo và EU rồi, hình như là châu Âu gì nè. Đó thì chúng ta ở khu vực nào thì chúng ta chọn cái server ở đó ha, cũng khá hay luôn nè, nó cho chúng ta chọn các server khác nhau nè. Ok bây giờ mình sẽ chọn Liên Quân Việt Nam, chúng ta bấm chữ chọn đây luôn. Rồi chúng ta sẽ cấp quyền cho nó ha. Rồi chúng ta bấm sử dụng thư mục này, ta bấm cho phép. Rồi như vậy là xong đó em, sử dụng thư mục này cho phép. Rồi cái này thì mình đang cài trên Android 13 luôn nè. Đây cái máy mình nè, rồi cho anh em xem ha. Đây giới thiệu điện thoại, phiên bản Android nè. Đây đó em thấy là phiên bản Android 13 nè. Đó rồi ok nha. Ok cái này đẹp ha. Rồi ở đây thì có những cái thanh công cụ như là hình nền của các tướng nè. Đó cái này là cái gói mở rộng nè. Thì anh em có thấy là Bắc Kinh mùa 25 cập nhật hôm 24/3 nè, anh em có thể xem những cái phần ở đây đó. Rồi mùa đó anh em có thể xem những cái phần chỗ là gói mở rộng nè anh em. Đây cái gói mở rộng ha, xem cái phần là đây nè, đó gói mở rộng nè. Rồi tải xuống gói mở rộng đây, chúng ta đợi ha. Rồi anh em bấm chữ tải xuống gói mở rộng, chúng ta bấm vào trang chủ nè, chúng ta sẽ thấy cái phần là cái này là hình ảnh thôi, HDA nè. Đó cái phần này là phần hình ảnh. Rồi ok cái phần này đổi server cửa hàng cái này gỡ nè, anh em muốn gỡ bỏ thì chúng ta bấm vào đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái mục này nha, mục cuối cùng đây. Rồi nè nó chỉ nè. Rồi ok ở đây thì ứng dụng khá hay, nó có chia cho chúng ta những phần như đỡ đồ, pháp sư, xã thủ, trợ thủ gì đó. Đó nó gom lại cho chúng ta nè. Đó chúng ta ví dụ như mình xạ thủ thì mình bấm vào đây, rồi chúng ta sẽ chọn cái tướng, ví dụ như mình chọn theo nát đi thì mình bấm vào đây. Rồi ok đây, ví dụ như anh em chọn skin nào thì nó đã thấy không, ví dụ như này ha, bấm vào nè. Đó rồi nó đợi chút xíu chuẩn bị một số tài nguyên nè, rồi chúng ta sẽ bấm vào bắt đầu nè. Tức là đã cài xong nè anh em thấy không, chữ đã cài xong thì chúng ta bấm vào để sau đi. Đó bây giờ mình sẽ để sau đi ha. Rồi để sau. Rồi giờ muốn qua cái khác thì chúng ta chọn nè, tướng khác thì qua đây. Rồi chúng ta sẽ bấm vào Omega chẳng hạn, an toàn, chọn skin, ví dụ như mình thích này thì bấm vào. Đó thì sẽ nó sẽ load cho anh em nè. Rồi chúng ta bấm bắt đầu, nếu không có âm thanh thì chúng ta bấm vào dưới này. Ví dụ như anh em bấm chữ bắt đầu này mà cài xong mà không có âm thanh thì ta bấm dưới này vậy ha. Đó đơn giản thôi, ví dụ như sát thủ chúng ta bấm vào đây. Rồi anh em chơi bay đi hay là Canacrop nè, chúng ta bấm vào đây. Rồi đầy đủ hoặc là đầy đủ thì chúng ta bấm vào đây, thì anh em sẽ thấy là bạn có trải nghiệm đầy đủ gần như kinh thật nên bù lại tỷ lệ gặp lỗi rất là cao, nó thông báo cho mình biết nha. Rồi chúng ta sẽ chọn vào đây, ví dụ như mình chọn này đi. Rồi ok ta bấm vào đây. Anh em muốn gỡ không thì anh em sẽ bấm bộ phần này nè. Đây chúng ta bấm bộ phần ghét nè. Rồi anh em sẽ bấm xóa. Rồi nó đang xóa nè. Rồi ok vậy ha. Đây giờ 200 này thì ta bấm vào đây. Đó thì nó cũng dẫn ra cho chúng ta cái phần này thôi. Chỉ gì nói tóm lại thì ứng dụng này trực quan đẹp, có đây có gỡ luôn.
Rồi có hình ảnh cho anh em làm hình nền luôn đây, đó hình ảnh là cho anh em làm hình nền luôn. Ví dụ như mình sợ chọn tướng này, đó này là hình nền đó nè, rồi bấm vào nè, nhấn vào để lưu hình ảnh cái hình nền đó, khá đẹp ha, đó lưu ảnh này nè, đó em muốn lấy làm hình nền thì đây, đó hay nha. Rồi ok, bấm vào đã lưu ảnh nha. Ok anh em, tới cái ứng dụng thứ hai mình muốn chia sẻ anh em trên cửa hàng Google Play luôn anh em. Đây, bấm vào cửa hàng Google Play nè, rồi anh em tải cho mình cái ứng dụng này ha. Đó rồi, này thì nó hơi rắc rối chút, nó hơi rắc rối hơn là ứng dụng kia anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn. Ví dụ như được Android 11, 12, 13 trở lên á thì nó rắc rối, nó cài hơi khó hơn nha. Rồi ok, và người ta cũng có chỉ anh em cách cài nè. Rồi ở đây thì chúng đây ta bấm đồng ý tiếp tục nè, ta bấm tiếp tục nè. Một số con máy có hình yếu thấp á thì gặp tình trạng giật lắc hơn nha, chúng tôi sẽ sớm khắc phục. Ok luôn, ok vì chỉ cập ổ nhớ đó. Với điện thoại Android 11, 12 á, 11, 12 thì nó kêu nó đã bảo mật khá tốt rồi, ok nên là hơi khó sử dụng hơn. Ở đây thì khuôn này á, nhóm các như là sát thủ đỡ đòn, trả thủ hợp sư nè, đó cho anh em đó ha. Và có chữ gỡ luôn nè, đây có chữ gỡ luôn ha. Rồi đây là một số tướng, ví dụ như mình chọn xạ thủ thì mình bấm vào đây, ở đây có Canap nè, hay là tê gì nè, ví dụ như mình chọn vào Capeni đi, bấm vào đây. Rồi ứng dụng chưa được phép truy cập một bộ nhớ game á, thì cái này là do bảo mật của đó, ví dụ như máy mình nè đó thì không có truy cập được. Anh em có thể xem đây, ví dụ như máy mình Android 13 phải không, thì anh em có thể xem hướng dẫn ở đây nè, mình em làm theo á. Đấy, nè, gọi anh em lần tới cái mục là Android data nè, rồi yêu cầu về truy cập được bật lên nè, bạn nhấn ok, cái này là cho quyền truy cập của cái Yachiever thôi. Rồi trong thư mục Yachiever là lần thư mục có tên là gì đó, anh em đọc thêm nha. Rồi ok, qua tới bước 3 là sau đó các bạn thoát Yachiever rồi vào lại là download, và anh em giải nén cái file gì sau nãy chúng ta tải về đó. Rồi sau khi giải nén thì giữ cái thư mục gì sau này, chọn chép vào Android data thì chúng ta mới xài được nha. Đó, cái này hơi khó ha. Rồi nó như vậy đó, chứ nếu mà anh em mà không sử dụng được kim ở trong đây á, thì chúng ta phải sử dụng cái file đó. Đó nó gì đó anh em, đây nếu mà anh em nào mà bị như cái lỗi như vậy nè thì chúng ta phải làm theo cái cách đó nha. Đây làm theo cách này nè, còn anh em nào mà bấm vô mà làm được á, mình thấy Android 9, 10, 8, 9, 10, 11 thì được, 12, 13 thì thấy không ổn á, không ổn lắm. Rồi anh em muốn xóa thì người ta bấm gỡ này, mình sẽ chọn xóa, mình bấm cài đặt, chọn xóa, ok xóa, rồi nó như thế thôi. Rồi một cái ứng dụng nữa mà thấy đông đảo anh em dùng luôn, đông đảo dùng luôn, bây giờ mình sẽ vào cho Yachiever ha. Đây mình vào cái app nè, đây nè, cái ứng dụng này là quá trời ấy rồi, phổ biến rồi, mình sẽ để link cho anh em dưới phần mô tả, đây là phiên bản mới nhất luôn. Rồi ok, em ta mở lên em, mình sẽ cài cho anh em luôn. Rồi ta bấm mở lên, bấm cho phép, rồi mình sẽ cài cho anh em xem ứng dụng nha. Ta bấm chấp nhận thì mình làm rất là nhiều rồi, trên cái kênh cũ mình cũng làm luôn, thì ứng dụng này cũng khá là ấy, nhưng mà anh em cần chú ý sử dụng ít thôi nha. Anh em bấm liên quân nè, đừng bấm nhiều quá. Anh em tải Hero Skin 64 nè, cho phép nè. Rồi anh em đừng có tích vô mấy cái này nghe nè, game booster hay là xuất cấp gì nè, còn lock coin gì nè, đừng tích vô mấy cái này nha, có thể bị dân dụng lắm. Nó bấm mở nha. Rồi nó kêu cài 64 bit thì người ta bấm install now đây để nó cài. Cài đặt cho phép mình không xác định. Cái này thì quá quen thuộc với anh em mà, anh em mà sử dụng chơi liên game liên quân mà sử dụng mấy này thì anh em quá quen thuộc phải không, có rất là nhiều cái video để làm hướng dẫn này. Ở đây thì mình làm lại cho anh em câu vui chơi, chứ anh em chắc chắn là anh em biết đấy. Đó. Giờ mình cài cái login của nó vào nè, rồi mình thử cài cho Android 13 ha. Ta bấm mở ha, rồi mình bấm mở một lần nữa, go. Rồi nó hiện ra như thế này, chúng ta chọn vào cái robot nè, kích lên, rồi chúng ta quay ra, chọn robot rồi thứ tư, ta kích cái này lên, rồi quay ra, rồi chúng ta bấm mở tiếp tục nha. Đó như vậy mới được nha anh em. Rồi ta bấm ok, kích lên một cái nữa. Đó. Anh em nào mà gặp lỗi chỗ này thì nhớ xem chỗ này kỹ nha. Rồi chúng ta bấm ok lần nữa nha. Ok, quay ra, mở. Đó, giờ nó mới được nè anh em, nó mới vô nè.
Rồi ok, giờ nó mới vô nè anh em. Đó. Rồi ok, nó kêu chúng ta tải toàn bộ tài nguyên của game mới được nha anh em. Rồi ok, đon sao. Rồi nó tải 18MB nè. Nhớ nghe anh em, tải full tài nguyên người mới sử dụng được nha. Nguyên là anh em cũng thông cảm nha. Đây, mình không có sử dụng wifi nên là full tài nguyên cũng mệt lắm á. Rồi nó cũng có mấy cả ghi á. Rồi ok, mình đợi tí nha. Đây thì mình sẽ không cắt mấy khúc này đâu, cho anh em xem cho nó kỹ hơn nha. Rồi, cho lock vào được không? Thì cái này cũng đơn giản thôi nè. Tí nha, coi vào được không em, hay là có lỗi gì vậy? Nếu mà bị lỗi thì mình sẽ fix luôn cho anh em trong video luôn ha. Rồi ví dụ như mình đợi tí nữa coi nó còn vào được không ha. Không thì chúng ta sẽ fix cái lỗi. Rồi 97 đứng rồi nè. Hình như là 97 đứng phải không? Tan tải tài nguyên. Rồi 97% bị đứng rồi. Rồi nếu mà đứng thì mình sẽ giải quyết như thế nào đây? Rồi đứng phải không? Đứng ta thoát ra nè. Thoát hết ra luôn. Rồi ok, ta vào lại. Đó, ví dụ như nó bị đứng ở đó thì người ta thoát ra hết. Mở chúng ta vào lại nha. Nè, bấm mở lên nè. Có khi gối xung đột với nhau á. Rồi thấy không? Rồi. Rồi, bắt đầu nó kêu chúng ta tải lại 97MB nè. Rồi ok, vậy nén. Đó, xong. Ở đây thì chúng ta đăng nhập bằng Garena ha. Rồi anh em nào mà chưa biết cách liên kết Facebook với Garena thì xem lại video của mình nha. À, mình đã có làm cách liên kết rồi đó. Ok. Rồi mình sẽ đăng nhập tài khoản Garena, mình cũng nhớ được cái tài khoản Garena này. Rồi ok, mình sẽ bấm đăng nhập ngay. Rồi chúng ta đợi chút xíu nha, tao bấm đăng nhập ngay coi được không ha. Rồi anh em nào mà chưa biết cách liên kết Facebook với Garena thì xem lại video mình đã có làm liên kết rồi ha. Xem lại nha. Gì? Có vụ chưa xác định được lỗi sai nữa. Ok anh em, sau khi mà anh em mà nhập vô để chưa phát hiện được lỗi sai thì chúng ta thoát ra, chúng ta quay ra, chúng ta nhập lại nha, nhập lại nha. Rồi ok, chúng ta sẽ vào được thôi. Rồi ở đây thì anh em sẽ đang tải cái mấy cái sảnh chờ nè. Do mình sử dụng cái mạng 3G nữa không thì đâu có dám tải hết mấy này nè, quá nặng à. Nên bấm dừng nha. Rồi như vậy chúng ta đã vào được cái lưu box rồi đó nè, đăng nhập được đó nha. Cũng khá là ok. Rồi ok, giờ mình sẽ vào phần tướng nè. Đây, ví dụ như xài PC trang phục nè. Đó. Đó, đó anh em thấy chữ dùng không? Đó, chữ dùng chào bá nền đây nè. Trang phục không tồn tại là sao anh em? Là anh em chưa có tải gói tài nguyên á. Chưa tải gói tài nguyên làm gì có nè. Và vô mình sẽ chia sẻ một cách để chúng ta dùng nha. Anh em thấy chữ dùng quá rồi nè. Đó, trang phục không tại. Ở đây thì anh em đừng có bấm vô chỗ này nha. Ngoài nè, ngoài cái tướng ở ngoài này thì anh em đừng có bấm vô. Anh em sẽ không sử dụng được phải không? Nào, ví dụ như những chỗ nào mà nó có để chữ dùng nữa nè. Đó, chữ dùng nè. Ha. Thì anh em sẽ thấy là chỗ này là không sử dụng được đâu. Mà anh em phải vào một trận á. Ví dụ như anh em vào trận nè. Đây, này phải tải rồi. Anh em vào trong trận anh em mới sử dụng được nha. Mới sử dụng được skin thôi. Còn ngoài đây là không sử dụng được nữa. Nói gì chứ không biết mình hình dung hay không ta. Nó đơn giản lắm, để em vào trận nè. Vào trận nè. Vào trận nè. Rồi, là trong lúc mà chúng ta chọn trận tướng thì chúng ta có thể sử dụng luôn nha. Là vậy đó. Rồi ok, mình thoát ra nè. Đây mình thoát ra. Rồi. À bây giờ mình sẽ viết cái lỗi tải 997 mê cho anh em luôn ha. Đâu rồi? Đây ví dụ nè. Để em viết cái lỗi nó cho anh em luôn ha. Video này hơi dài nên cũng thông cảm coi hết video của mình nha. Đây em thấy cái ứng dụng là Lubox 64 không? Tao bấm vào đây. Nhớ nghe chú ý ứng dụng này giúp mình nha. Lubox 64 nè, tao bấm thông tin ứng dụng nè. Rồi anh em kéo xuống cho mình. Anh em tìm với cái phần là đâu rồi? Quyền của ứng dụng á, quyền ứng dụng nè. Đó, quyền ứng dụng nè ha. Rồi. Anh em sẽ kéo chọn cho mình cái phần là tiệp
nè, chữ tiệp nè, bấm vào đó thì em thấy chỗ này là để là không cho phép nè, chúng ta bấm cho phép với mình. Rồi nhớ nha, chỗ tiệp thì chúng ta bấm cho phép nha, đây đây nó lên này phải không, được phép nè, đó cho phép. Rồi cho phép như vậy đó thì chúng ta rồi ok. Tại sao tại cái Lulu Pro nè, em thấy nè là thị trường trong đây quyền của ứng dụng nè, em thấy quyền ứng dụng nha, chỗ tiệp nè, đầu tiệp nè, đó thì nó mặc định là cho phép rồi. Nhưng mà cái kia kìa, cái này nè nó không cho phép đó, anh em phải cho phép hết nha. Rồi rồi ok, mình coi lại quyền của ứng dụng nè, đó em thấy chỗ này là cho phép rồi mới được nha, đó nghe cho phép nè. Rồi quyền khác gì đó thì ở đây những cái nào mà ít nè chúng ta bấm luôn cho phép nè, cho phép hết nha, cho nó xanh như đít nhái cái này mới được nha. Cái quyền khác á nè, cái quyền khác nè, rồi chỗ này cũng vậy luôn, ta bấm vô cho phép hết quyền khác nè, rồi bấm cho phép luôn, cho phép rồi luôn, cho phép luôn, cho phép, đó như thế này mới được nha anh em. Rồi em thấy người cho mình một like và đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết, hẹn gặp lại video khác.